Chào các bạn, rất vui đã quay trở lại với Nguyên Hồng Audio. Trong video clip ngày hôm nay mình đã tháo cái loa clip KG4 để các bạn được thấy được nội thất bên trong của cặp loa khủng long mà mức giá bình dân này, clip KG4 nó có bên trong những gì. Thì như các bạn đang thấy, mình sẽ quay gần hơn. Hai loa bát 20 cm, đây là hai loa bát chính của loa này. Một loa bát nó sẽ có loa bát mid và một loa bát ra chính tiếng bát, còn một loa bát vừa ra tiếng bát và tiếng mid gọi là bát mid. Và đặc biệt nó có một loa bát cộng hưởng ở dưới này, bát cộng hưởng 3 tấc. Thì như mình đã nói trong clip trước thì bát cộng hưởng đó, nó là một dòng mà nó sẽ ra tiếng bát, tiếng trầm, nhưng mà nó không có tiếng hát trong đó. Như vậy nó hoàn toàn cắt được cái tần số, các dãy số cao cũng như dãy số mid răng, chỉ ra tiếng trầm thôi, tại vì nó cộng hưởng theo cái tiếng, cái độ rung của cái loa bát chính này. Nhưng mà loa bát chính này nó sẽ có tiếng mid trong đó, không thể nào nó cắt hết được cái tiếng mid được nha các bạn. Thì loa bát cộng hưởng nó sẽ làm tốt được cái nhiệm vụ đó. Thành ra nhiều bạn cứ nói loa mà bát 25-30 mà nếu như cộng hưởng thì cũng như không có, thì đó là một quan niệm rất hết sức sai lầm. À, vì cái loa bát cộng hưởng là một cái công nghệ người ta nghiên cứu ra để cắt được cái tần số mid. Nó rất là phức tạp. Các bạn có thể thấy cái loa cộng hưởng bên trong nó vẫn có nhện bình thường, vẫn có màng, vẫn có nhện, nó chỉ không có cái côn loa thôi. Thì cái côn loa này nó mục đích nó để tạo ra cái tiếng hát trong đó. Còn cái tiếng trầm thì do cái màng, cái rung tạo ra. Loa bát cộng hưởng nó tạo ra cái tiếng rung, tạo ra tiếng trầm rất là ấm. Nên loa 3 tấc cộng hưởng vẫn ra tiếng trầm giống như những loa ba tấc thường, nhưng mà nó không ra tiếng hát thôi, căn bản là vậy. Rồi quay trở lại với đôi loa này, nội thất bên trong rất là rộng, bạn có thể thấy cái tủ rất là lớn, hai loa bát cái cũ 500 rất là lớn, ngoài là một loa kèn. Và kèn này thì quá khủng long rồi, kèn này khoảng 23-24 cm đó. Rồi cái chiếc này thì mình tháo một chiếc ra thôi. Cái chiếc này mình không cần tháo ra. Thì ba tấc phía sau này, cái này là chỉ không tháo ra này. Vân gỗ rất là đẹp. Còn đây là phía trước đó, hai là bát 20, cái màng màu trắng rất là xinh, rất là tinh tế và sang trọng. Rồi ok, bây giờ mình đóng lại và thì mình chỉ tháo ra cho các bạn xem thôi nha, chứ lo nguyên bản còn nguyên riêng như đó. Mình tháo ra để bạn nào mà có ý định muốn sở hữu đôi loa này thì các bạn có thể biết được đôi loa còn nguyên bản, chưa có động chạm gì cả. À quên một nữa, ký hiệu của mỗi cái loa nó luôn có ký hiệu nha các bạn. Ờ, bát là K8, clip K8K. Còn cái tép này thì là K74K. Mỗi dòng nó đều có một cái loa có cái mã số riêng. Còn bên ngoài nó đã ghi made in USA rồi, thì bên trong loa nó không ghi nha, tùy dòng. Nhưng mà cái dòng này là Mỹ, thì ghi bên ngoài, dòng clip ghi bên ngoài, không ghi bên trong. Rồi, bây giờ đóng lại rồi test lại nhạc cho các bạn nghe. Ok, sau khi đóng lại thì bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn nghe một bản nhạc. Test để cho bạn nào mà xem clip này mà chưa xem những clip trước của đôi loa này thì có thể nghe được, cảm nhận được chất âm của nó nhé. Làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sương, bàn tay nắm ngón mưa xa dịu anh trong tín thờ, đưa thiên anh đi vào đời mẹ Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành
Việt Nam ơi, 20 năm ngắn lối già. Việt Nam mến yêu, tôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sương nằm. Ok, mình đã hoàn thành xong bài test. Cũng như tháo loa ra, các bạn nhìn thấy bên trong nội thất khủng long của đôi loa Calip KG4.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thích video này thì bấm like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình tiếp tục ra những video bổ ích khác nhé. Bấm nút đăng ký để có thể cập nhật sớm nhất những video Nguyên Hùng Audio ra mỗi ngày. Tân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.